Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Cái gì? Này em có ý kiến. Ý kiến gì? Ngứa quá. Không có được gãi. Bỏ tay xuống. Dạ bỏ rồi. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên thì ghét quá. Em ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đứng lên. Dạ đứng lên. Cũng ghét nữa. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Cái gì giống như hộp xì dầu vậy trời ơi trời. Ừ. Bây giờ anh bắt em thùng 100 cái, 1000 cái còn chưa vừa bụng anh nữa đó. Hả? Bây giờ có gì thì anh cứ nói đại đi. Anh bắt em ngồi nên từ nãy tới giờ mà không cho làm gì hết trơn. Trời ngứa thấy bà luôn cơ gãi. Tại sao vậy? Hả? Dạ sao? Tại sao vậy? Anh dạy bao nhiêu lần rồi? Cái gì? Anh dạ. Phải phạt em. Đưa tay ra. Đưa tay ra. Đưa tay làm gì? Đưa tay ra rồi anh tính. Đưa ra. Đưa tay ra. Khoan xí xí. Anh dạy môn gì vậy? Sao tự nhiên đánh em? Dạy môn tâm lý tình trường á. Hả? Hả? Anh dạy em bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu bận rồi, tại sao vậy? Tại sao em vẫn không tin anh? Tại sao em vẫn nghi ngờ anh? Hả? Nè, nếu như á mà anh không bước ra sớm, anh không lên tiếng sớm á, thì em với cậu anh á là hai người đã đi với nhau hú hí trong khách sạn 5 sao rồi, đúng không? Ủa, cái đó là ý của cậu anh mà, chứ phải ý của em đâu. Trời đất ơi, anh nghe em đồng ý rõ ràng mà bây giờ em còn tráo trở lật lọng vậy nữa hả? Hả? Tráo trở lật lọng gì? Ủa, tại anh chứ bộ. Tại anh gì? Ai muốn anh phản bội em chứ không chị? Cái gì? Ai phản bội em? Anh đó. Nè, nói cho đàng hoàng nha. Ha. Bởi vậy á, anh tức quá thiệt luôn á. Cái này mà cái rối lỗ tai rồi. Là anh rối cái lỗ tai em ra rồi đó nha. Cái gì vậy? Hả? Sao lúc nào á em không bao giờ em nghe bằng cái lỗ tai đó mà em nghe bằng trái tim mù lòa, trái tim ngục tù không vậy? Hả? Ủa em nghe cái gì? Em nghe cái gì rõ ràng mà hai người hẹn hò nhau xong rồi hả đi vô khách sạn coi phim cấp 3 xong tồi te tu tí chứ bộ. Coi phim cấp 3 tồi te tu tí cái gì hả? Đúng là thiệt luôn. Anh tức quá mà. Ủa tức gì thì đó. Lina Bích nó rõ ràng nó hẹn hò anh, nó dặn anh rõ ràng 7:30 gì vô khách sạn đó em nghe bộ em cái lỗ tai em nghe nè. Cái lỗ tai em nghe nhưng mà cái con tim em nghe nhiều hơn ha. Em á sao mà em lớn tuổi hơn anh luôn á Mộng Phát. Em già đầu hơn anh luôn á Mộng Phát. Mà sao lúc nào hả em cũng như một đứa trẻ con, lúc nào em cũng lồng lộn lên hết trơn đó. Đúng là em mắc bẫy của Lena Bích rồi ha. Bẫy gì? Mà bây giờ nếu như làm như vậy á là người ta sẽ hả hê, người ta sẽ thích thú. Vì á em á là một cái đứa đần, hiểu không? Người ta sẽ nói là trời ơi Mộng Phát nó đần quá, tôi nói cái gì nó cũng tin. Mà chưa kể nha, rạn dở tình cảm của mình á, như vậy á vừa bụng em chưa, hài lòng em chưa? Ủa vậy là em trúng mưu của con Lena Bích hả? Em ăn quả lừa của nó rồi đó, em biết chưa? Ủa? Là kế ly gián đó, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Khóc cái gì? Khóc đi em, cho dơ những nhục hình. Khóc đi em, cho quên những tội tình. Ha? Em biết em sai rồi mà. Em biết em sai rồi hả? Bây giờ mới biết em sai hả? Em sai lần này là lần thứ anh nờ rồi ha. Và bữa nay á, anh cảm giác như anh bị xúc phạm nghiêm trọng. Anh không muốn nhìn thấy em nữa. Và kể từ rày sắp tới, em đừng nói chuyện với anh thêm bất kỳ một câu nào nữa. Anh quá bực em rồi. Minh Chung ơi, em biết em sai rồi mà, em xin lỗi. Nè nè biết gì chưa? Chứ có gì đáng
gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Này này biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm vừa. Ok. Còn gì đâu nữa tới đây. Em nghe đồn là anh hết thúi chân rồi. Thơm rồi. Cho nên là mình phải quay lại với nhau thôi anh. À, quay lại gì cái chân gì? Thúi lại rồi đó. Thúi lại rồi. Em đâu có ý đó anh. À, mà tới đây làm chi? Chuyện gì? Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Chuyện gì? Em muốn hỏi ý kiến anh. Hỏi nghe. Anh nhìn đi. Này lâu rồi mà, anh với Mộng Phát xưa rồi. Thì cái hình này là anh với Mộng Phát yêu đương nhau từ năm ngoái đó. Ừ, xóa đi, vô thùng rác xóa đi. Cái chuyện thì xưa, nhưng mà nó vẫn còn có giá đó anh à. Giá là sao? Là ý gì? Em đâu có ý gì đâu. Thì ý em là... Là sao? Vợ sắp cưới của anh. Ừ. Thích cái chiếc túi LV, nhưng mà em không có đủ tiền mua. Nín liền đi. Nín liền. Tôi chưa thấy một người con gái nào mà cái độ trơ trẽn như là cô đó. Số 1 luôn đó. Trời anh, sao mà anh nặng lời với em dữ vậy? Ừ. Anh nói vậy em thấy em tủi thân. Em muốn khóc luôn vậy đó. Anh cũng muốn khóc theo em. Thôi đi. Mày đặt tới đây khóc lóc ỉ ôi. Thôi dẹp, mời em về chưa? Hử? Về muốn làm sao? Em muốn tổ chức đám cưới ở khách sạn 5 sao. Rồi mình đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii. Hawaii quận nào? Anh á, anh được cái anh già thôi chứ anh không có biết cái gì hết trơn. Hawaii là một vùng biển đẹp nhất châu Mỹ. Ừ, anh già lắm, anh không có biết gì hết đó. Thôi bây giờ trả tôi chiếc nhẫn đi. Chiếc nhẫn trong tay em rồi, đâu có dễ dàng lấy lại được anh. Nhưng nó là tiền của tôi. Trả nó chiếc nhẫn. Trả tôi chiếc. Trả lúc tôi mua xuống bây giờ đi. Sao nó vừa nó chật quá vậy? Trả chiếc nhẫn cho tôi. Anh làm gì vậy? Chiếc nhẫn vô tay tôi rồi là không có dễ dàng lấy ra được đâu nha. Cái này là tiền của tôi. Trả chiếc nhẫn cho tôi. Anh làm gì vậy? Trả chiếc nhẫn cho tôi. Ấy da, đau. Nè, tiếng này nè. Đau. Chiếc nhẫn này của tôi. Đưa chiếc nhẫn. Có giấy đàng hoàng nữa. Nếu vậy anh trả tôi 50 đi. 50 gì? 50.000 đô. Tiền gì? 30.000 tiền chuộc chiếc nhẫn, cộng thêm 20.000 tiền bồi thường danh dự của tôi. Trời ơi má ơi, con này thấy ghê quá. Trời ơi, chuyến đò thứ 6 này chưa kịp đi mà mắc quá. 50.000 đô ở đâu ra? Công ty Tâm An là một công ty mà chuyên cung cấp sản phẩm cho hệ thống khách sạn 4 sao, 5 sao nè. Họ gặp em vào sáng nay rồi và đồng ý là sẽ đàm phán chi tiết hơn khi gặp anh đó. Anh Thiên. Hử? Anh có nghe gì không vậy? Có, anh đang nghe nè. Nghe gì mà không có phản ứng gì hết vậy? Anh nghe mà. Trời ơi, bây giờ á, anh cho em biết chiều nay khi nào anh gặp họ được để em xin cái hẹn nè. Chiều nay em đi gặp họ thay anh đi. Sao mà được, em đã gặp họ hồi sáng nay rồi. Bây giờ anh phải qua gặp họ, tại vì họ muốn gặp sếp của em. Thì sau này em cũng là sếp của công ty này mà. Làm sao? Nghĩ là anh định bổ nhiệm em làm phó giám đốc. Cái gì, em hả? Thôi, trời ơi anh ơi, anh nghĩ sao vậy? Em hả, chỉ quen làm những việc nhỏ thôi, những việc tao tát em không đủ sức đâu. Em là dư sức luôn á. Anh thấy em rất là có tiềm năng. Thôi, em ngại lắm, em không làm được đâu. Làm đi, trước sau gì công ty này là của em mà. Là sao? Ý của Trần Thiên á là vẫn muốn cưới em làm vợ đó. Chị, em không có nói giỡn đâu. Chị đâu có nói giỡn đâu. Đúng không anh? Anh không có nói gì hết, em chỉ nói túm lại một chuyện như thế này thôi. Em sẽ chỉ là một nhân viên bình thường của công ty TNT này. Em không có làm phó giám đốc gì hết đó. Em chỉ lo chuyện kinh doanh cho công ty thôi. Với lại em cũng có chồng sắp cưới rồi là anh Hoàng Thông. Cho nên là không cần nói gì nhiều hết. Em đi đây, hai người nói chuyện đi.
Anh đã thề với em như thế nào hả? Mà anh còn tán tỉnh Út Hiền nữa. Anh muốn cái gì? Anh nói đi. Anh có tán tỉnh đâu. Anh đang hả, muốn đề nghị Út Hiền làm phó giám đốc cho công ty mình thôi mà. Tại sao không phải là em mà là Út Hiền? Anh hỏi em nè, em thấy Út Hiền bán hàng có giỏi không? Ừ, thì sao? Vậy thì em phải bày mưu tính kế với anh làm sao để đưa nhân viên tốt nhất để làm cho công ty mình phất lên chứ. Thôi được rồi, coi như là lần này em bỏ qua cho anh. Nhưng mà em mà còn phát hiện anh có một lần nào nữa có ý đồ tán tỉnh Út Hiền á, thì anh đừng có mà trách em nghe chưa. Vậy là anh tán tỉnh những cô gái khác được đúng không? Đừng hòng. Thôi được rồi, chiều nay anh sẽ sắp xếp anh với Út Hiền đi qua công ty Tâm An. Ủa, em chưa có nói hết mà. Nội trong chiều nay á, anh phải bổ nhiệm cho em làm phó giám đốc kinh doanh. Em sẽ cùng với Út Hiền để đi qua bên công ty Tâm An. Không được. Anh có làm không? Thôi được rồi, anh làm. Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn mình, có điều hơi đau đầu nhất óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé cái người khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa, có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok,